Em Vũ xin chào bà con cô bác trở lại màn ảnh nè. Chị hôm nay có một lô bình xăng con của thằng Nghiêm 125 em bán show cho anh em thợ giá sỉ. Về cho anh em thợ xúc rửa canh chỉnh lên xe bán cho khách ha. Thì mình mua lẻ cũng được cái giá này luôn nha. Sỉ lẻ gì? 500 ngàn một bình. Bây giờ trước tiên là bình số 1 đây, Nghiêm 125. Nó có hai dòng đời thấp và đời cao. Thì đời thấp thì chạy, đời cao cháy ga nhám, đời thấp cháy ga bóng vậy thôi. Cái này đời cao cháy ga nhám rồi, không có bị liếm, còn đen dữ tận luôn. Cái gót này nó có hơi trắng trắng, chốc nước sơn một miếng. Cái bình này 500. Mép ốc còn im nè, không có bị dẹo mép ốc nè. Ốc xa sang dư nè, dẹo nè. Rồi bán show chưa xúc nha bà con ha, có 500 ngàn thôi. Rồi thân bình, chén bình này còn sáng màu nè. Chừng nữa mà rồi có rửa bên sang rồi đừng có phơi ở đây cát không, đem ra ngoài sau để nhà sau mở cửa ra thôi. Mở cửa đây thất bại rồi, không. Rồi số 1 cho qua, tiếp theo số 2. Trái ga gin, kim đót gin. Không liếm luôn. Bình đề cao. Rồi không bao ship nha bà con, vui lòng trả thêm tiền ship cho em 25 ngàn nữa ha. Le là còn đẹp nè, nước nhôm còn êm. Giờ mà mình phải xúc rửa lại nha. Ở đây mới có rửa bên ngoài sơ sơ thôi. Thì mình muốn xài được là mình phải xúc rửa bên trong lại nha. Hồi nãy số 2 phải không? Trước thời là số 3. Số 3 bị trắng gót một chút xíu. Trái gà ghiên. Số 3. Rồi không liếm nha, mới chốc nước sơn trắng một chút xíu thôi. Rồi nhôm đồ còn đẹp. 500, số 3. Dìm. Số 4. Cái này còn sót số 8 nè. Số 4 500 đề ghim. Số 4 chơi gà không liếm, kim đót gin luôn. Số 4 này gin 150. Chưa xúc rửa. Rồi 500. Số 5. Số 5 hơi trắng gót liếm một chút xíu. Số 5 500. Số 6.
không liếm luôn. Trái cây green là nó vậy đó nha. Green là nó chống sơn vậy đó, không liếm. Số 6 500. Số 7. Số 7 đề thấp chơi gà nhám, không liếm luôn. Lấy bằng kiều á. Dán lên trên đây là hết dây. Thì tất cả ghim 125 hết rồi ra ha. Lê còn đẹp. Mình nhôm bên ngoài đã rửa sạch đẹp. Rồi số 7 500. Số 8. Đây là thật sự rồi, trái ga rồi zin của nó là bên ngoài là một lớp nước sơn màu đen, bên trong nó là nó sơn nó mạ hơi vàng vàng, vàng hơi vậy đó. Khi mình xài lâu theo thời gian nó sẽ chóc nước lớp sơn màu đen đi. Rồi trái ga không có bị liếm gì trơn nha, trái ga zin không liếm gì trơn ha, kim đốt zin luôn. Nó là khoan gì đó, zin là khoan gì, mấy chiếc khui chà neo cũng vậy đó. Khui chà neo rồi cũng có trang vậy đó. Rồi thân nhôm rồi còn sáng, le gió sáng. Giờ là phải xúc rửa lên nha, lưu ý bà con, giờ lưu ý là bên trong là chưa xúc rửa nha. Rồi số 8 nó còn im nè, 500. Số 9 này có chốc nước sơn gót một chút xíu, chưa liếm, chưa mất thịt. Rồi số 9. 500 đại diện. Số 10. Số 10 rồi không liếm vô mà còn hai số 10 còn đen thùi luôn. Trái gà zin kim đó kim còn đen thùi luôn. Bộ hổm bán cái bình xăng quay cho 10 thái mới đường không, giờ ông thợ ông gáp cái ông nội kia ông luộc cái kim đốt con ta, ông lấy kim đốt kim ra, ông gắn kim đốt lô vô, ông nói thay kim đốt xài mới được. Báo cho ông nội kia ông xài không được luôn. Rồi gắn kim đốt lô vô xài đâu có được. Số 10 500. Đó là cái bình ở trong hộp của người ta mà đi về nhà đi vẽ viên người ta nói là phải thay kim đốt xài mới được, tào lao không. Lấy kim đốt ông luôn rồi giờ ông xài đừng. Rồi số 10. Nhiều tay thợ cũng bịt bợm lắm ha. Rồi số 10 500. Rồi 10 bình xăng 105 đang bán sâu và giá này hợp lý cho bà con. Về xúc rửa mấn thợ xúc rửa lên xe. Đấy, cho dưới mình. Rồi xin chào bà con cô bác nha. Địa chỉ của em là ấp Kiến Bình 2, Kiến An chợ mới An Giang nè. Ấp Kiến Bình 2, Kiến An chợ mới An Giang. Ai muốn mua hay là muốn gắn này lại đây gắn. Muốn xúc rửa thì thêm tiền cho tiền thợ thêm. Ví dụ bình 500 xúc rửa căng lên xe luôn là 100 ngàn đó là 600. Rồi ai đây gần đây, ấp Kiến Bình 2, Kiến An chợ mới An Giang. Rồi xin chào bà con cô bác nha.